Dạ, có nhiều người gọi con là danh xưng của team miền Tây là biết đến con là con từ thiện á. Tại vì con sản xuất mỹ phẩm xong rồi con lấy tiền đó để con làm từ thiện. Tại xong rồi mọi người biết đến con nhiều hơn. Hôm nay bị chủ nợ được. Chủ nợ được tới nhà luôn, kiếm tới mẹ luôn. Xong cái bắt đầu ổng chạy đi Sài Gòn trốn. Xong cái con cũng đi theo luôn. Ông này ổng đập đầu tự vẫn. Trời ơi vậy luôn hả? Comment nhiều nhiều quá là con chửi luôn. Trời ơi. Nói chồng của tao á. Nói chồng của tao á. Anh lời nói đầu tiên thì cho con gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng đến chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con có hồi hộp không vợ? Dạ hồi hộp. Thấy con có vẻ hơi run đúng không? Dạ. Yên không tâm sao đi. Cả nghe. Đã có cô, đã có chú ngồi đây rồi, không có gì phải run hết trơn á. Coi như là mình tâm sự thôi. Đâu, nghe. Dạ. Nếu như hồi hộp quá thì chú mời con lựa chọn một hộp sữa lớp uống để cho thấm giọng. Nãy giờ uống hai hộp rồi. Thôi, con thấy sữa lớp như thế nào ạ? À? Ngon lắm. 10 điểm. Con uống vị gì? Dạ con uống hai vị luôn, con uống sữa với me muối ớt. Cảm nghĩ của con khi uống một cái loại sữa mà nó me muối ớt lạ lạ. Dạ, con thấy nó lạ lạ mà giống cái viên kẹo kẹo me đúng không? Cậu me muối. Đó nãy giờ mình trò chuyện để cho con bớt căng thẳng. Dạ. Còn nếu mà con càng căng thẳng nữa thì mời con uống một lốc sữa luôn. Sao lưng con kìa. Dạ. Rồi bây giờ mời con giới thiệu về mình. Con tên là Bùi Hoàng Sơn, hôm nay con 28 tuổi, con đang kinh doanh mỹ phẩm và bên bất động sản. Giỏi dữ vậy. Con ở quận mấy? Hiện hai vợ chồng con ở Cần Thơ. Chứ Cần Thơ lên đi luôn. Dạ Cần Thơ. Dạ. Con tên là Nguyễn Tiên và mọi người hay gọi con là cô Tiên miền Tây. Con 25 tuổi, con đang kinh doanh sản xuất mỹ phẩm. À, tức là hai chồng chung nghề luôn. Dạ. Tại sao người ta lại gọi con là cô Tiên miền Tây? Dạ có nhiều người gọi con là danh xưng cô Tiên miền Tây là biết đến con là con từ thiện á. Tại vì con sản xuất mỹ phẩm xong rồi con lấy tiền đó để con làm từ thiện. Rồi xong rồi mọi người biết đến con nhiều hơn. Tốt quá. Con trích cái lợi nhuận ra để con làm. Con có xây nhà với lại cho bà con gạo này kia cũng nhiều. Tốt quá con ơi, thay mặt những bà con khó khăn phải nói là trước hết là chú là người miền Tây. Mà nghe con chia sẻ cái điều đó thì chú cảm thấy rất ấm lòng. Thay mặt bà con cảm ơn cô Tiên miền Tây. Và hy vọng có dịp nào đó chú cháu mình sẽ đồng hành với nhau trong một chuyến nhé. Dạ dạ rồi, dạ. Bây giờ kể cho chú nghe đi, làm sao mà con quen được với cô Tiên miền Tây vậy hả? Hai đứa con quen nhau ở trong một trường hợp là đi buổi tiệc sinh nhật. Con thấy bạn này lúc hồi xưa lên như hai lúa gì đó. Và mặc đồ công chúa nhìn nhí nhảnh nhìn đáng yêu lắm. Cái con thích, con liên hệ với mấy bạn mà biết bạn Tiên á, con xin Facebook. Rồi về con nhắn tin cua. Lúc đó chưa trả lời liền tại vì nhìn cũng không thích lắm. Cái hình đại diện là ngồi trong ghế quán bar, ngồi chứ ngoẩy gì nè. Thể hiện đó. Kiểu vậy đó, cái người nam mà ngày xưa con thích đó kiểu là thư sinh. Còn ông này là đi bar quẩy. Quẩy quá là không thích. Cho nên mình không có thích đó. Dạ. Rồi làm cách nào để mà cô ấy có ấn tượng tốt với mình? Dạ thì lúc mới quen thì bạn đi học trung cấp năm nhất, con cũng có tìm hiểu. Bạn lên đây cũng chưa tìm được chỗ ở, cũng khó khăn thì con cũng chạy đi tìm chỗ ở, nhà trọ cho bạn ở. Mua đồ, mua đạc này kia cho bạn để trong phòng trọ chú. Bạn lên đâu con? Dạ lên Cần Thơ á. Lúc trước bạn Hậu ở Giang. Long Mỹ, Hậu Giang. Hậu Giang. Lúc đó chứ hai đứa chưa quen, mới biết nhau rồi thấy tìm khó khăn quá con đi tìm giùm thôi. Mới nhìn qua thì tưởng dân chơi, nhưng mà thật sự khi mà tiếp xúc á, ảnh nói chuyện á, quan tâm ân cần chu đáo lắm, tìm nhà trọ cho con ở á, xong anh tìm á cái nhà trọ sát bên nhà anh lội bộ qua được luôn á chú. Trời cho nó thiệt nó là thôn ghê luôn. Mua đồ đạc cho con đủ thứ hết trơn luôn, mà lúc đó cũng khó khăn kiểu mình không đủ tiền á, xong cái ảnh cũng trả tiền nhà trọ cho con luôn. Nhà ảnh chắc cũng khá đúng không? Dạ. Nhà khá đúng không? Dạ đúng. Cho nên là cái chịu chi với người đẹp là coi như là ảnh sẵn sàng đúng không con? Dạ. Nhưng mà lúc đó làm gì ra tiền rồi sao? Chịu chơi quá vậy. Xin ba mẹ thôi chứ làm sao đúng dạ, không? Rồi. Lúc đó con đang đi học năm tư đại đó. Học. Dạ. Đó. Thì, xin ba mẹ. Dạ xin lo ba cho mẹ. Gái. Dạ, xin ba mẹ. Xin ba mẹ mà có nói là con lấy cái tiền này để con lo cho bạn gái con không? Dạ không. Dạ chứ con, xin con... nói làm sao? Dạ lúc trước thì đi học mẹ cấp cho con 700 ngàn từng thôi. Với lại hồi xưa con quậy lắm. Con chơi bời đó. Không có tiền đủ tiền con chơi cờ bạc thêm đó chú. Con quậy lắm thì... 700 ngàn mà vừa lo cờ bạc mà vừa lo cho em bạn gái nữa thì tiền đâu mà sống. Con hỏi nợ. Con hỏi nợ. Rồi sao nữa? Cô muốn hỏi là cái tiền mà con lo cho Tiên á là tiền ở đâu? Tiền hỏi nợ. Tiền dạ hỏi không? Nợ là nợ ai? Dạ tiền là lúc đó cũng mẹ cũng có cho. Dạ. Rồi mẹ có cho có nghĩa là không phải hỏi nợ ai để lấy cái tiền đó lo cho Tiên đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó hỏi nợ là vụ con chơi bời thôi. Con chơi bời trước đó. Dạ. Hỏi lúc là... mà quen Tiên còn chơi bời không?
Dạ sao? Còn luôn. Còn, nhưng mà sau khi quen Tiên được có hết cho bời chưa? Dạ hết rồi. Hết đúng không? Dạ, đúng đó rồi. Phải hết mẹ nhưng mới thương, mà... mẹ mới cho tiền chứ. Nhưng mà quen Tiên có phải là vì Tiên khuyên cho nên mới hết chơi bời chứ. Thay đổi đúng không? Dạ đúng con? Rồi, thay đổi đó chú. Hồi xưa con quậy lắm. Rồi có nhớ là khi nào thì mới tỏ tình với Tiên hay không? Dạ. Khoảng một tuần á. Dạ một tuần. Bao nhiêu lâu á thì cái hôn đầu tiên? Cũng khoảng lâu lâu à, đi chơi bình thường cũng đâu có hôn gì đâu. Nhát lắm hả? Dạ. Tưởng đâu ông gạn lắm mà. Không có nắm tay đồ này kia luôn cô. Dạ hả? Đi chơi biết bao lâu dạ. Tiên ở ghép với một bạn nữ nữa. Là bữa đó bạn kia, bạn của Tiên dẫn một bạn gái về. Xong cái con qua chơi. Xong cái đâu có chỗ đâu mà ngồi cái hai cái con lên gác. Lên gác. Hôn xong rồi có làm gì nữa không? Dạ. Có là gai. Là gai. Rồi hai đứa yêu nhau trong thời gian yêu nhau vậy có biến gì không? Có biến cố gì không? Kể cô chú nghe coi. Dạ có, ông này bị chủ nợ ruột. Ruột hả? Chủ nợ ruột tới nhà luôn, kiếm tới mẹ luôn. Xong cái bắt đầu ổng chạy đi Sài Gòn trốn. Xong cái con cũng đi theo luôn. Rồi. Con đi trốn nợ chủ theo, nợ luôn. Theo luôn. Cái đợt đó con nợ nhiêu vậy? Dạ con nợ tầm 700 đến tỷ vậy con nhớ chắc cỡ. Trời ơi trời, chơi dữ vậy. Ủa sao lúc quen rồi là biểu bỏ rồi mà sao trước cũng trốn cũng nợ dữ vậy? Con nợ trước đó rồi, cách đó nợ mà con đi theo ổng luôn thì con có sợ không? Con cảm giác là lúc đó mình thương thiệt rồi. Tại vì á lúc đầu á mình lên Cần Thơ mình bôn ba như vậy á, kiếm cái nhà trọ cũng rất là khó, tại mình cũng thuộc diện khó khăn mà ảnh giang tay ra giúp đỡ mình hết tất cả mọi thứ luôn. Thì nghĩ là ảnh là một người tốt nên mới giúp đỡ mình đến vậy. Nếu như ảnh quen qua đường thì đâu đến mức mà lo lắng cho con tới vậy. Coi như bây giờ cho nên là có phước cùng hưởng có quả cùng dạ, kia. Dạ đúng rồi, ở đây con cũng lo, con không biết là hồi hộp đúng không? Như ảnh có bị gì rồi sao vậy á, con cũng suy nghĩ như vậy. Ừ, cuối cùng ai là người trả nợ cho con? Dạ mẹ con. Thì mẹ thôi chứ ai nữa. Mẹ kêu về đi rồi mẹ trả cho rồi hai đứa lo làm ăn làm lại từ đầu. Dạ. Rồi cái chuyện cưới hỏi ai là người gợi ý? Con. Dạ, lúc đó vợ comment dạo. Comment dạo á, rồi thả tim thả like người ta. Rồi con xong. Thấy cái lận vô mình con thấy cái là con chặn nhỏ mà comment nhiều nhiều quá là con chửi luôn. Trời ơi. Con nói chồng của tao á. Con nói chồng của tao á. Thêm cái nữa là nó dốc. Nó dốc. Nhiều khi ảnh muốn đi chơi bia, bây giờ con đã cắt bỏ hết những cái tật xấu rồi. Ảnh không có nhậu nhẹt hay là này kia á. Ảnh chỉ mê đi chơi mà đánh bida thôi. Mà có điều nó dốc con. À là nói đi đâu đi đó nhưng mà thật sự là đi đánh bida mà. Ví dụ đi bida thì ổng nói ổng đi đâu? Ổng nói đi mua này mua kia. Đi tiếp đối tác rồi này cái kia. Cái lỡ lỡ cái lỡ cho bida luôn mà. Rồi bây giờ cô Tiên muốn chồng thay đổi điều gì? Ông tôi nha. Xong rồi quánh bida ổng bánh ổng tự ghi điểm được thì tự ghi, còn không nói là tôi thấy bạn nào mà lại ghi điểm là tôi quậy liền luôn á. Rồi xong cái cũng có hai vợ chồng cũng có cự lộn đó nhưng mà kệ, cự lộn dằn mặt đó nhưng mà mình được cái đó là mình hài lòng rồi. Rồi ông đổi quán bida ổng chơi luôn. Có hay nhõng nhẽo không? Hay khóc hay nhõng nhẽo không? Nhõng nhẽo lắm chú. Nhất là khi mà nhậu xỉn vô về nhõng nhẽo. Anh ơi anh nè. Chồng ơi chồng à, lấy này lấy kia như sai giặt nữa chú. Giặt khi lắm sai giặt. Tới trước khi ngủ là con phải pha sữa cho uống á. Pha ly sữa uống rồi mới ngủ. Lần này không cần pha nữa. Ánh tử. Sau đây là bốc thăm trúng cái lớp hạnh phúc là lựa chọn một cái thôi là chỉ đúng. Cần chọc cái ống hút vô là hút thôi. Không pha bưng nguyên cái thùng sữa lên phòng. Rồi còn tặc gì nữa không? Dạ còn tặc là hay thức khuya á chú. Khuya làm, khuya làm việc. Dạ làm mà quên ngủ rồi đói bụng rồi quên ăn luôn. Lo công việc đó chú. Thôi giờ con có mong muốn Tiên thay đổi điều gì không? Dạ mong muốn thay đổi là bớt ghen lại một tí với lại làm việc ít lại, cân bằng công việc để sức khỏe quan trọng. Tại Tiên cũng yếu, sức khỏe yếu hay bệnh lắm. Dạ. Cô thấy vậy nè Tiên, giờ cô chỉ nói về phía Tiên thôi nha. Con á, con vừa đẹp nè, con vừa giỏi nè, mà giờ con có hết mọi thứ rồi đó. Ba đứa con ngoan, một ông chồng dễ thương đúng không? Dạ. Rồi nhà cửa tiền bạc rồi nhất là cái sự nghiệp của con là con của có quá trời rồi. Bởi cái level của con á nó cao cho nên là nếu như con ghen chi cho nó mệt mỏi tấm thân vậy, hiểu không? Con mà ghen con tự hạ con xuống, tại những cái đối tượng mà để con ghen không phải cái đối tượng để cho con phải xuất chiêu, con hiểu không? Phụ nữ là phải ghen nhưng mà ghen đúng thôi, chứ còn ba cái lặt vặt bỏ đi. Bỏ đi hiểu không? Dạ dạ hiểu dạ, không? Dạ. Đó. Dạ. Còn con á, con đã hốt được bà Tiên rồi, con phải biết giữ. Dạ. Nghe không? Đúng không? Dạ. Có của là phải giữ nghe. Dạ. Chưa. Cho nên rằng á là những cái gì mà lẻ ố số ba cái lẻ tẻ không bằng một cái gì của vợ mình, không bằng cái móng tay vợ mình, bỏ đi đừng có làm cho nó suy nghĩ. Con mà muốn nó có sức khỏe đó thì con đừng bắt nó phải nghĩ ngợi thêm cái vụ mà hay nói dóc nữa. Dạ, hiểu rồi, chưa rồi, dạ. Thành ra từ sau đây con cứ nói thiệt. Bỏ đi luôn đi. Anh đi đánh bida ở chỗ này nghe, địa chỉ này nghe bé. Dạ. Đó. Em cứ làm nhà đi hả, rảnh thì qua
ví dụ vậy một lời nói là con đúng thấy rồi con nhẹ nhàng liền đúng không? Ừ. Đúng rồi đó cô. Cái áp dụng đi rồi cái cuộc sống của con sẽ thay đổi. Thấy không? Các bạn sẽ có tất cả, có yêu thương và có hạnh phúc. Rồi, đúng cảm ơn. Cảm ơn hai con nghe. Tặng cho anh món quà là một cái đồng hồ để cho anh đeo, để cho anh nhớ đến cái giờ để mà anh đi có đi chơi thì đi đúng đúng giờ về với em. Cái này là vừa tặng mà vừa dặn mặt. Trời ơi, hột xoàn mà lấp la lấp đánh nhìn chói mắt luôn vậy đó. Cảm ơn anh nha. Rồi hôn cái đi, cảm ơn Xuân vậy. Rồi, ok, cảm ơn Sơn, dạ. Cảm ơn con cũng có món quà để tặng vợ con. Ôi trời ơi, nữa hả? Rồi, sao tụi này nó bất ngờ vậy đó. Cái này con là một món quà con tặng cho vợ con, hy vọng vợ con thích và hãy trân trọng và thực hiện cho con. Mở ra. Ơi, sao nó tặng cho nó bỏ trong cái bình ni lông vậy? Ừ, hồi hộp quá. Ông làm cho tôi hồi hộp theo trong đó nó chất lượng lắm á nghe. Chiếc nhẫn. Trời ơi. Ông Hoàng Sơn gì vậy? Em thấy thử thai. Sữa lắp Úc, nguồn sữa tươi Úc nhập khẩu đã qua chế biến và bảo quản bởi công nghệ Frozen Fresh. Em thấy thử thai. Gì đây? Thì sao? Là muốn em đẻ thêm đứa nữa hả? Đẻ đứa nữa. Chúc cho hai con ha, những gì chồng con mong muốn là sẽ được. Hai sẽ được tất cả. Qua tháng sau các con có tin vui, trai hay gái gì cũng được. Đó. Miễn sao có đủ 4 đứa. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn. Chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thị Kim Anh, năm nay 36 tuổi. Ở Biên Hòa Đồng Nai. Biên Hòa Đồng Nai. Dạ. Công việc? Công việc là đang bán rau ở nhà. À bán rau. Dạ. Rau đó chị. Đúng rồi. Nhưng mà ý là mình là kiểu như là rau là do mình nhà mình tự trồng hay là mình lấy dạ, rau? Dạ không, em đi lấy ở chợ đầu mối về. Đó. Chị ơi, giống như ở nhà ông chồng ông nói hết rồi sao? Thì ông hứa hết rồi sao? Thì đó. Ở vậy nghe thùy mị nhẹ nhàng thì đó. Còn bên kia người ta lấy hết rồi sao? Thì đó, thì bây giờ chuyển qua ông chồng đi. Đó. Mời bạn mình. Đó, chào chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận, em tên là Phạm Hồng Minh. Người ta hay gọi là Minh Râu, tại vì để râu bán râu. Em ở Biên Hòa Đồng Nai, công việc của em là kinh doanh râu thì mười mấy năm nay rồi. Mình mới kinh doanh thêm mặt hàng nước giặt xả với lại một số mặt hàng tiêu dùng á. Lưới gì cơ? Nước giặt xả. Ủa cái nước giặt xả nó có liên quan gì tới anh Quyền Linh không? Dạ giống vậy á. Có không? Dạ đúng rồi. Có bán cái mặt hàng của anh Quyền Linh không? Cái Amity á? Dạ có. Có luôn. Ủa là em bán cái Amity á hả? Nước giặt xả với nước rửa chén, nước lau sàn với một số mặt hàng á. Đó là của ông luôn đó. Cái hiệu Amity hả? Dạ không, hiệu Minh Râu luôn. Người ta tự kinh doanh, người ta có luôn. Thì em tặng cho chị ông Vân với nó thật là muốn người thùng về xài thử. Cảm ơn Minh Râu, bạn mình. Chị ơi, như vậy không phải là bán của mình mà đối thủ của mình. Đối thủ Minh Râu. Đó, nước giặt tên là Minh Râu. Nước giặt xả Minh Râu. Đó. Râu Minh Râu. Đó. Chị ơi, bây giờ người ta chuyển hướng, người ta để cái phần rau đó cho vợ người ta kinh doanh, còn mình là kinh doanh sang mặt hàng khác. Chị thấy cái đầu ghê không? Đâu. Nhìn cái đầu thôi là thấy ghê rồi đó. Đâu, em vẫn bán rau bình thường nhưng mà đó. Ít bán ít nạ thôi. Tại vì mới bán được có thời gian gọi như là bán trải nghiệm thu thập những cái khách hàng như thế nào, chất lượng nó có đạt phản hồi khách hàng tốt thì mình phát triển thêm, còn không tốt thì mình phải coi lại. Tôi nhớ là cái đợt dịch đó là Minh Râu có rất là nhiều những cái slogan. Đúng. Nó mặc dù nó sai chính tả, mặc dù câu cú nó không có đúng gì cả, nhưng mà nó lại để lại một cái ấn tượng là bởi vì nó rất thật, nó rất chân thật, nó rất đời thường. Đó, nó không giống như là đâu nè, ai muốn mua thì mua, không lấy tiền. Vậy thì bây giờ mua thì mua, không lấy tiền mua thì sao? mua nghe. Ai mua thì bán, ai xin thì cho. Bán, đúng rồi. Tiền thì ai xin thì cho. Ai xin thì cho. Vậy thì trong thời gian gần đây có cái câu nào mà nó ấn tượng mình đâu? Tự nhiên mà kêu em không, gần đây á, gần đây á mình có ra cái câu nào mà nó ấn tượng đó không? Tự canh tự đến tiền á. Cái tóc qua bên hôm nay hơi mệt mà mấy em mua nhanh gọn nẹt rồi về chứ đừng có hỏi nhiều. Nhiều lúc mệt quá, dọn hàng mệt quá mấy em hỏi nhiều quá. Sẽ nó nhậu sẽ sai tí nhẹ. Nhưng mà cái rau của mình bán mà chạy nhất là cái loại rau gì? Dạ rau muống đột biến đấy chị Hồng Vân. Rau muống đột biến. Dạ. Tại sao vậy? Tại sao? Tại vì cho người ta mà đâm ra bán chạy, mặt hàng nào mà tặng miễn phí là chạy nhất. Mặt hàng là bán ế lắm. Không có lấy tiền. Dạ ai cần đến lấy thì bán chạy lắm. Mình kéo cái quần xuống. Kéo cái này rồi. Ok rồi, bây giờ đến cái phần cơ duyên ha. Không biết rằng là hai bạn coi như là lần đầu tiên gặp nhau trong cái khoảnh khắc nào và có ấn tượng gì về nhau? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau là do ông anh họ của anh, lúc đấy anh bị tai nạn giao thông ở trên Biên Hòa xong rồi lâu về. Chưa lâu rồi, cách đây cũng mười mấy năm rồi. Xong rồi về quê để chữa, về quê để nghỉ ngơi á. Xong rồi ông anh họ xong rồi dẫn lên nhà chơi, bà biết con bé này lắm, con bé này thì ta mới vô mấy ngày à, cũng dễ thương, rồi dẫn mày xuống. Đi tán gái đi, tán qua mùa mưa ấy anh, mới buồn.
xong rồi dẫn xuống. Lúc đấy là con chỉ ăn ở nhà, làm theo trong nhà đâu biết đâu. À, rồi dẫn xuống quê em lần đầu tiên gặp ổng thì cũng thấy ổng không có đẹp trai như bây giờ đâu. Ồ, xấu lắm. Dạ. Ổng đó thì tóc có tóc không? Có tóc có lâu không? Có tí tóc. Râu thì cũng chưa có đâu, không thấy hôm nay. Đó có tóc không có râu. Mới có mình tóc thôi. Bây giờ có râu thì lại không có tóc. Mặt này sẹo nữa, mặt này sẹo nữa, tai nạn này là sẹo nữa. Nhưng mà ấn tượng là ổng vô nhà ổng cười đấy. Ổng cười ấn tượng cái nụ cười của ổng ấy. Xong rồi là ổng thật thà. Thằng em đi đọc kênh về, xong rồi có cái bánh ống cống đấy, ổng xin luôn. Cho miếng ăn vậy, ngồi ăn từng bơ vậy luôn. Cái bánh gì? Bánh ống cống ấy, hồi ở dưới quê ấy, hay đọc kênh người ta. Bánh ống á. Đúng rồi, bánh ống á. À cái bánh đó, vậy là cái bánh đó ai mà không xin. Chị thấy em cầm cái đó chị cũng xin nữa ha Minh ha. Nó rất dễ mà. Chị tưởng là cái bánh mà bánh cống á, bánh cống mà để ăn bánh cuốn á. Bánh cống miền Tây á. Đó thì cái đó mới là gọi là thật nhất á, coi như là cái bánh đó xin là ăn nó mắc mệt á. Rồi ông ăn ông ăn ngon, em ăn tự nhiên. Nhưng mà Minh ơi, cái lúc đó là lần đầu tiên Minh gặp cái cô bé này thì Minh có ấn tượng gì cổ không? Ngày đầu tiên thấy cổ thì có ấn tượng Minh là về cái nụ cười đó. Ngày đầu tiên thấy nó cười, nó nhe ra hai cái răng khẩn, nó cũng hay hay. Nghĩ mới đầu này đi tán gái thì chơi cho đỡ buồn mấy ngày nghỉ dưỡng bệnh à. Mà sao thấy cái này cười thấy hay hay, thấy ấn tượng á. Quen. Rồi xin cái bánh nữa, đúng không? Xin bánh là xin bánh của em ruột rồi giờ. Nó nhớ. Ngồi nó nằm theo, nó cứ ngồi nó nhìn, nó cứ nhe răng, nó cười thôi chứ nó không. Nhớ bữa đó ông ăn mấy cái không? Thì có một miếng thôi, không em xin nhiều em nó khóc. Tức là trong cái tâm trạng của em lúc đó là em chỉ nghĩ là thôi kệ tán gái cho qua mùa mưa thôi, đúng không? Ai về là cái nụ cười đó là hớp hồn em luôn. Có hớp hồn không? Có sao xuyến có hớp hồn không? Có, thấy bạn nhỏ này cười thấy hay hay. Và sau đó về nhà là quyết định coi như là tấn công cô gái này. Về là bảo vậy là cứ ngay xuống hoài. Là có nghĩa là cô thiệt á, chứ không phải là cái kiểu đúng, tán cho qua mùa mưa nữa. Đúng. Mới đầu là mang tin chỉ đi mấy ông anh họ đi chơi cho vui qua mùa mưa thôi. Nhưng mà thấy nó gặp cái là thấy ấn tượng. Thế còn nghe là cái kiểu của ông á, cái kiểu của ông mà nó kiểu mà hơi bất cần á. Rồi kiểu hơi kiểu mà tỉnh vậy đó. Vậy cái cách ông cô gái là sao? Cứ còn nhớ không? Đã thấy quen được mấy ngày, 3-4 ngày ha. Đã thấy nó bật đèn xanh nữa rồi, mình thấy và chắc được. Ủa, bật đèn xanh sao? Nghe thấy cái là lúc mà nói chuyện mình có cảm nhận được người ta cũng có ấn tượng với mình à. Còn ban đầu thì đôi khi nó chỉ ngồi máy nó theo nó cười thôi chứ không nói. Mấy ngày sau, 3-4 ngày sau thấy nó nói chuyện này kia, thấy mình có cảm nhận được có gì đó đâu là chắc. Tức là 3-4 ngày sau em lại mò lên nhà của... Đâu, từ đến ngày nào cũng đen. Ngày nào cũng đen. Vậy đó hả? Dạ. Là bắt đầu 3-4 ngày sau mới cảm nhận là bật đèn xanh. Dạ. Đúng không? Tức là dạ. lúc mấy ngày sau thì em thấy thích anh này. Dạ, cũng lần đầu tiên cũng đã thấy cao có cảm tình rồi. Thích rồi. Cái điều gì ở ảnh mà khiến em coi như là bật đèn xanh cho ảnh mà chỉ trong tích tắc có mấy ngày thôi? Thấy ông thật thà này, ông không có ra vẻ. Ông rất là thà, ông có sao, ông là ai vậy thôi, ông không có ra vẻ. Có vui tính không? Có cũng vui tính. Có hay chọc ghẹo em không? Chọc em cười hả? Vậy là theo cười hoài. Tại vì ông đã ấn tượng cái răng khểnh của em rồi. Cho nên chắc chắn một điều là ông rất muốn đến để mà ông nhìn cặp răng khểnh đó. Đúng không? Gì đó bạn Minh bạn nói đó. Có nghĩa là nó ngồi theo, nó ngồi may gì nó cũng nghe răng lên nó cười. Thì bây giờ là chắc là nụ cười thường trực rồi. Nhưng mà sau đó bao lâu thì hai đứa chính thức quen nhau? Lâu không? Chắc là tập 2-3 tuần, 2 tuần á, 2 tuần. 2 tuần là dính luôn. 2 tuần là quen nhau nhưng mà cứ đến nhà chơi thôi. Cứ đến nhà rồi con nhà em chơi thôi. Rồi thôi bây giờ cái chỗ đó qua đi. Bây giờ tới cái chỗ dính nè, hung nè, nó làm sao? Không, nhưng mà ý là chị muốn hỏi là ví dụ như em quen bạn này thì gia đình bạn này có đồng ý để cho hai đứa quen không? Quen được 3 ngày á, là gia đình nghe nói là hồi xưa có Minh Râu rồi, gọi là Minh Rít, em Quang Lùng, mà thằng anh của em nó cũng thuộc dạng tín tèo này nội á. Nó là bố mẹ vợ với lại mấy em vợ với mấy thằng ở xóm nghe danh vậy là nói là cấm đâu cho quen đâu. Cấm không thôi cho quen. Mỗi lần em đến chơi phát hỏi cái mang có nhà không hay bác, nó đang được chén sau á, mà vợ kêu nó đi chơi rồi, em cứ tự biên tự diễn ngồi tự pha trà tự ngồi uống chơi hồi nào.